MG xin phép được kính chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phiên video lên sóng ngày hôm nay các bạn nhé. Trong phiên video ngày hôm nay em lên một phiên video vẫn cứ là những mẫu hàng mới về các bạn nhé. Hôm nay rất là nhiều những mẫu kính đẹp, những mẫu kính bọc vàng, kính cổ bọc vàng, kính zôn nguyên hộp, cộng thêm là những chiếc đồng hồ vàng đúc, những chiếc đồng hồ rất là đáng sưu tầm ngày hôm nay các bác nhé. Thì các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của shop. Và ngoài ra các bác nhớ kết bạn Zalo, các bác quan tâm mẫu nào các bác kết bạn Zalo em mẫu đấy nhá, xong em sẽ gửi ảnh chi tiết cho tất cả các bác cùng chơi. Đầu like em xin phép lên những mã kính trước nhá, bởi vì em chỉ lên 2, 4, 6, 7 mã kính thôi, xong em sẽ đi đến những mẫu đồng hồ các bác nhá. Em lên mẫu kính đầu like tiếp theo. Những mẫu kính mà gấp gọn như thế này là những mẫu kính được rất là nhiều bác quan tâm. Em sẽ lên trước chiếc kính này nhá. Một chiếc kính mang mã số 63. Thì chiếc kính này thì trước nó là bao da nhưng mà hàng đã qua sử dụng rồi, cho nên là nó bị bong mất lớp da. Mình bỏ qua cái hộp đi ạ. Em lên một chiếc kính gấp này các bác này, một chiếc kính gấp coi nhá. Hiện tại em cũng không rõ nó đang là bao nhiêu độ. Đây các bác ơi. Em nghĩ chiếc này phải tầm 2 độ đến 2 độ rưỡi. 44221135 này các bác này. Đây. Ở đây chứ. Đấy chứ ạ. Đó các bác nhá. Bên này cũng vậy. Đây. Được chưa ạ? Một chiếc kính gấp của Nhật tiếp theo. Đó, hàng em đấu Nhật về các bác yên tâm. Chiếc này đã qua sử dụng rồi, cũng có đôi led có tí gọi là mòn rồi, có tí phai màu rồi, nhưng mà vẫn cứ là ok. Cơ bản hàng của Nhật thì rất là xịn, cũng như là độ bền rất là bền luôn. Thì các bác quan tâm đến mẫu này thì các bác lên cho em mã số 63. Mở hàng đầu lại em bán cho các bác chiếc này là 350.000 nhá. 350.000 cho một mẫu kính gấp của Nhật ngày hôm nay. Đây. Đó, gấp phải đúng chiều cơ. Họ thiết kế gấp phải đúng chiều thì mình vừa được coi nhá. Gọng mạ vàng nhưng mà đã qua sử dụng rồi, cho nên có độ phai rồi. Chiếc này cũng dùng được 5-7 năm rồi, loanh quanh phai thì không tránh được. Thì bây giờ mới có giá là 350.000 thôi. Thì trước sản xuất dạng loanh quanh chắc tầm hơn triệu, tính ra bên Nhật sẽ là như vậy. Ok, để các bác là 350.000 lên cho em với mã số mở hàng, mã số 63 nhá. Rất là gọn gàng nhẹ nhàng, các bạn có thể vứt vào trong cốp xe là đút túi áo túi quần, nói chung các bác có thể treo vào móc khóa vẫn cứ là ok, được chưa ạ? Một chiếc kính rất là tiện lợi luôn, mã số 63, 350.000. Tiếp tục em làm chiếc mã số 64, một mẫu kính cổ bọc vàng các bác nhá, một mẫu kính đến từ Pháp các bác ạ. Đây các bác này, ở fan xe này, được chưa ạ? Một chiếc kính bọc vàng các bác nhá, hàng bọc vàng. Này chui này, đây là thông số chui các bác nhá. Chiếc này bọc vàng còn rất là đẹp luôn các bác nhá, chiếc này bảo rất đẹp luôn đấy ạ. Chưa có dấu hiệu mòn hay bong chóc gì đâu, chỉ là bị những vết xước nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Những vết xước nhẹ thì không tránh khỏi, nhưng mà bảo hành tất cả các bác là chiếc kính này còn đẹp lên đến 95%, chưa có dấu hiệu mòn này, mòn cầu này, bong chóc cầu này, được chưa ạ? Hàng bọc vàng nhá, chiếc này hàng bọc vàng những năm tập liêm 960 nhá. Em đã lên cho các bác những cặp mắt xanh, những cặp mắt nâu trà rồi. Với mã số 64 ngày hôm nay, đó là một chiếc kính của Pháp bọc vàng hàng xưa, những năm tập liêm 1960. Em để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Đó, size mặt chiếc này đang là size ngang là 130, được cho 130 các bác nhá. Em để các bác cùng chơi chiếc này mang mã số 64. Em để các bác cùng chơi chiếc này, bên em đang giao lưu với giá là 2 triệu nhá. 2 triệu lên cho em về mã số 64, một chiếc kính cổ bọc vàng. Đó, kính cổ bọc vàng luôn các bác nhá.
đấy ạ, một chiếc kính cổ đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Chiếc kính này là thiết kế theo kiểu là mắt treo cước các bác nhá. Mắt treo cước thì các bác phải lắp mắt cận cũng được, lắp mắt viễn cũng được nhá. Các bác ra bảo tiệm họ cắt cho, ra bảo tiệm họ làm cho là được đấy ạ. 2 triệu thôi ạ, lên cho em mã số 64, kính cổ bọc vàng 2 triệu. Tiếp tục em lên một chiếc kính cổ nữa, một chiếc kính cổ mang mã số 65, cũng lại là một chiếc kính của Pháp các bác nhé. Đây có hai sự lựa chọn cho tất cả các bác này. Thương hiệu này thương hiệu Lino các bác nhé, thương hiệu Lino có 2 triệu. Một chiếc kính Lino đến từ Pháp. Hiện tại em đã lên cho các bác một cặp mắt này, đang là cặp mắt không độ nhá, cặp mắt không độ để các bác đi đêm. Ngang kính cũng loanh quanh 130 các bác này. Đó. Những chiếc kính Nilo của Pháp, những chiếc kính Amor của Pháp chỉ loanh quanh 130 quay đầu thôi, đã là hạnh phúc và đã là size to rồi các bác nhá. Em đã lên cho các bác cặp mắt này là cặp mắt không độ, cặp mắt chống tia UV, chống tia cực tím các bác nhá. Cặp mắt này rất tốt đấy ạ. Cặp mắt này để các bác đi đêm, đi tránh bụi, tránh những muỗi bay vào mắt chẳng hạn. Thì mã số 65, hàng bọc vàng những năm thập niên 1960. Tiếp theo nha các bác nhá. Zin tuyệt đối. Những cặp mắt này là cặp mắt lắp mới hết các bác nhá. Đây có 2 triện vàng đây. Có 2 triện vàng rõ ràng sắc nét ở đây các bác nhá. Một chiếc kính Nilo đến từ Pháp. Em đang giao lưu với tất cả bác cùng chơi chiếc kính này đang là 2 triệu 200 nghìn các bác nhá. 2 triệu 200 nghìn thôi ạ. Đó, hàng về đang tầm giá là đang tầm giữa hè cho nên là giá rất tốt các bác nhé. Chiếc này cũng là được bọc vàng nhưng mà chưa có mòn chóc gì đâu các bác nhé. Em vẫn bảo hành cho tất cả các bác chiếc này. Độ đẹp lên đến 95%. Nó chỉ thiếu bóng thôi, thiếu độ bóng thôi. Đó. Tổng thể còn đẹp lên đến 95%, chưa có dấu hiệu mòn hay bong chóc gì cả. Bao zin cho tất cả các bác luôn nhé. Gọng zin chưa bao, chưa hàn hiếc chỗ nào cả. Để các bác là 2 triệu 200 nghìn. Kính Lino đến từ Pháp, mã số 65. Đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Tiếp tục em lên mã số 66. Mã số 66 em lên một chiếc kính Rosentop của Đức các bác nhé. Một chiếc kính Rosentop của Đức cũng độ đẹp lên đến 99% luôn các bác ạ. Nguyên tem này các bác này. R này. Rosentop này. Đây cầu 16 size này, size 58 các bác nhé. Đây Rosentop Umpero Water Gold, có nghĩa là mạ vàng trắng đấy ạ. Mạ vàng trắng các bác nhé. Cầu 16 đây, có thông số rõ ràng đây, size 58 cầu 16 này các bác này. Rosentop đến từ Đức, trước này cũng mới lên đến 95% đi các bác ạ. 95% nhé, 99% thì nó hơi quá. Được chưa ạ. Size ngang trên này là 135 các bác nhé. Size ngang đang là 135. Chiếc này cũng mới lên đến 95%. Em để các bác cùng chơi chiếc kính này. Bên em đang giao lưu với giá là 1 triệu 200 nghìn các bác nhé. 1 triệu 200 nghìn lên cho mình mã số 66 các bác quan tâm. Mã số 66. Một chiếc kính đến từ Đức mới đẹp. Đã lên một cặp mắt xanh rau muống rồi. Cặp mắt này đang là cặp mắt xanh rau muống chuyên dụng cho chiếc kính dây băng các bác nhé. Chuyên dụng cho những chiếc kính dây băng. Cho nên là rất là đẹp luôn. Đeo rất là trong luôn. Em đã lên những cặp mắt thì là những cặp mắt cao cấp, những cặp mắt gọi là chất lượng để cho các bác đeo để các bác đỡ bị đau mắt, đỡ bị mỏi mắt. Dạ. Một chiếc kính Rosentop đến từ Đức lên cho em mã số 66, bên em đang giao lưu với giá chỉ 1 triệu 200 nghìn thôi. 1 triệu 200 nghìn thôi các bác nhá. Mã số 66. Nguyên tem mác, hàng của Đức xịn sò chất lượng luôn. Đeo bền vĩnh cửu luôn các bác nhá. 1 triệu 200 nghìn đồng. Mã số 66 giúp em. Tiếp tục em lên một chiếc mã số 67 các bác nhé. Mã số 67 em lên một chiếc kính của Pháp tiếp theo. Một chiếc kính của Pháp các bác nhé. Đây có chuyện Pháp này các bác này. Đây các bác ơi, fan xe đây. Fan xe. Chiếc này kính này để bọc vàng hồng đẹp tuyệt vời các bác. Chiếc kính này đẹp lắm. Độ mới lên đến 98% luôn. Bảo hành các bác luôn, kính cổ luôn nhá. Đó, xanh ngang trên là 133 các bác ạ. 133 nhá. À 135 các bác này. Xanh ngang đang là 135 nhá. Mã số 67. Được chưa ạ?
Tiếp tục lại là một chiếc kính cổ hàng của Pháp. Các bác yên tâm nhá, bên em nói cổ là cổ, mà mới là mới, các bác yên tâm. Hàng như thế nào bên em nói rất rõ. Cầu kính đang là cầu 20 các bác nhá. Có thông số đây thì em sẽ xin phép gửi ảnh cho tất cả các bác nhá. Bây giờ em zoom cận cảnh vào là máy nó bị nhảy. Nó gọi là bị nhảy nhảy độ đấy ạ. Đây, một chiếc kính của Pháp đẹp tuyệt vời luôn, mới lên đến 99%. Bọc vàng hồng đẹp tuyệt vời nhá. Kính cổ mắt vuông. Mắt này giống như những chiếc kính cơn đấy. Mắt giống như chiếc kính cơn cổ đấy ạ, cơn hay gọi là cơn bé đấy ạ. Được chưa? Đó. Em để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Bên em đang giao lưu với giá là mã số 67. Tiếp tục lên cho em mã số 67. Em đang giao lưu với tất cả các bác cùng chơi chiếc kính này đang là 2.300.000 nhá. 2.300.000 đồng. Độ mới thì khỏi phải chê, khỏi phải bàn luôn. Chiếc này thì em thậm chí em bao zin cũng như là bao đẹp cho tất cả các bác luôn. Bóng loáng, sáng bóng, sáng choang, đẹp tuyệt vời luôn. Mới tinh. Cặp mắt xanh rau muống huyền thoại của những chiếc dây băng. Về gì? 2.300.000, mã số 67. Đó, lên khuôn mặt chiếc này rất đẹp luôn các bác ạ. Chuyện rõ ràng, chuyện vàng các kiểu, thông số các kiểu. Được chưa? Mã số 67 chỉ có 2.300.000 mà thôi. Tiếp tục em chiếc mã số 68 các bác nhá. Mã số 68 đó là một chiếc kính của Nhật các bác ạ. À, một thương hiệu của Mỹ nhưng mà chiếc này sản xuất tại Nhật các bác nhá. Thương hiệu của Mỹ sản xuất tại Nhật. Một chiếc kính bọc vàng các bác nhá, mang thương hiệu gì đấy ạ? Mang thương hiệu Bosnel các bác nhá. Bosnel. Đó, các bác cứ check ra là thương hiệu này là thương hiệu của Mỹ các bác ạ. Một chiếc kính bọc vàng các bác nhá. Đây ạ. 1/10 12K các bác nhá. 1/10 12K gold fill. Cho nên là thế nên là tỷ lệ bọc vàng rất rất dày luôn các bác nhá. 1 phần là vàng còn 10 phần sẽ là hợp kim. 1/10 12K. Đây là chưa zoom được đâu các bác ạ. Đó. 1/10 12K gold fill. Một chiếc kính ba cầu cầu đá đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Chiếc này cầu đá đẹp lắm các bác ạ. Đáng sưu tầm luôn. Xe ngang đang là 135 các bác nhá. Xe ngang 135 các bác nhìn này. Cầu đá này. Đẹp tuyệt vời, ve đá à ve sừng cầu sừng nhá. Sorry các bác. Ve sừng cầu sừng. Đẹp lắm các bác ạ. Đó, chiếc này thì em đấu Nhật về. Đấu Nhật về hàng bọc vàng các bác nhá. Check thương hiệu là của Mỹ các bác yên tâm. 1/10 12K. Gold fill. Bọc vàng siêu dày những năm thập niên 1960. Ba cầu, cầu sừng, ve sừng, đẹp tuyệt vời, mắt trong suốt. Đó, mắt này đeo rất là trong luôn. Em để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Bên em đang giao lưu với giá là 3 triệu lên trên mã số 68 nhá. 3 triệu mã số 68. Một chiếc kính của Nhật. Bọc vàng 1/10 12K gold fill với một thương hiệu của Mỹ sản xuất tại Nhật với thiết kế ba cầu, cầu sừng, ve sừng. Bọc vàng càng chun. Được chưa ạ? Mã số 68. Cặp mắt đen được chuyên rộng chọn chiếc kính cơn đẹp tuyệt vời luôn. Sáng choang các bác nhá. Đeo cực kỳ sáng các bác ạ. 3 triệu mã số 68 nha các bác nhá. Tiếp tục đó, sắp tới em cũng lại về những lô kính Nhật bãi, những lô kính hàng bãi với giá thành vài 3, 2, 3, 5, 700 phục vụ tất cả các bác nhá. Thì đợt lại em sẽ về những lô kính bọc vàng trước. Lô kính Nhật về đợt sau các bác nhá. Em lấy tiếp tục một chiếc kính zone còn nguyên của hộp các bác nhé. Còn nguyên hộp cho một chiếc kính zone cổ ngày hôm nay. Một chiếc kính zone cổ các bác ạ. Đẹp lắm các bác, mới tinh. Vàng bọc hầu như còn chưa có dấu hiệu mòn gì đâu các bác ơi. Đây là thông số này. Chuyện này. Càng chun này. Đó. Chiếc này thì sâu tuổi cực kỳ rồi. Các cái dòng không ve này là sâu tuổi lắm các bác nhá.
Đây là thương hiệu ô bắc này, cái gì đấy các bác này, hay là thông số đó. Chiếc kính này là những chiếc kính zone của Anh các bác nhé, chiếc này của Anh được chưa ạ? Các bác chơi những chiếc kính zone thì các bác đã biết về size rồi. Đây các bác này, nhìn nó chõe thoải mái luôn các bác nhá. Còn bình thường đây, em đo size bình thường nhé, để mà size kính nó chỉ loanh quanh 120 quay đầu thôi. Chiếc này là 115 các bác nhé, chiếc này là 115, nhưng mà nó toẹ ra khoảng thoải mái luôn các bác nhá. Những chiếc kính zone thì các bác biết đến rồi, đó là những chiếc kính mà họ chỉ đeo, chỉ gác trên sống mũi thôi, gác trên sống mũi thôi. Đấy, như chiếc này còn không có ve. Chiếc này là không có ve, được chưa ạ? Không có ve cho nên là các bác sẽ biết đến là những chiếc zone cổ. Em để các bác cùng chơi chiếc này mang mã số 69 nhá. Bên em đang giao lưu với giá là 2.500.000 đồng, 2.500.000 các bác nhá. Ngoài kính bọc vàng ra còn được bọc thêm một lớp đổi mồi các bác này, bọc thêm một lớp đổi mồi rất là đẹp luôn. Các bác có thể tháo rời được nhưng mà em không tháo nhá, tháo ra nó sẽ bị vỡ, tháo ra nó sẽ bị gãy, được chưa ạ? Bởi vì đây là hàng cổ, hàng zin, họ bọc một lớp vào để bảo vệ vàng rồi. Các bác về đeo một thời gian, các bác không thích các bác bóc ra thì nó sẽ là một khuôn tròn, một tròng vàng nhá các bác nhá, được chưa ạ? Em để các bác cùng chơi là 2.500.000 cho một chiếc kính zone của Anh, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp lắm các bác ạ. Nguyên hộp luôn, nguyên cái hộp sắt này đã uy tín rồi, hộp sắt này đã bao tiền rồi các bác này, 2-3 500 còn đi mua còn không có các bác ạ. Nhưng mà nó hàng về sao cộng luôn, hàng về sao lên luôn cho tất cả các bác này, mã số 69, 2.500.000 đồng, bọc vàng còn mới đẹp, chưa có dấu hiệu mòn hay bong tróc các bác nhé. Tiếp tục quay trở lại với chiếc đồng hồ ngày hôm nay, đó em sẽ lên một mã đồng hồ đầu lai, mã số 79 nha các bác nhé. Mã số 79 em lên một chiếc đồng hồ gì đã úp sổ các bác này, nguyên hộp tem mác này. Rồi các bác ơi, Zit Watch đây, như kiểu là cảm ơn, lời cảm ơn hay sao. Đây là sổ thẻ này. Đó, đây là sổ thẻ các bác nhá. Đây, em cho tất cả các bác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ Sofariger. Thì chiếc này đồng hồ máy pin nhưng em sẽ lắp pin các bác nhá. Em sẽ lắp pin cho tất cả các bác yên tâm. Được chưa? Sẽ lắp pin vào cho các bác cứ yên trí. Các bác chỉ cần chốt này, em lắp pin. Size đang là 32 các bác nhá. Size 32 mặt men các bác ạ. Mặt men đẹp tuyệt vời luôn, với kết hợp các cọc số La Mã này. Một ô click này, núm zin này, dây khóa nguyên zin này. Đó. Sofariger. Đó, Sofariger. Đây có chuyện bọc bên cạnh nha các bác nhá. Chuyện họ sẽ bọc chuyện vàng bên cạnh. Chuyện vàng. Đây các bác nhá, chuyện vàng này em vừa chụp xong. Em vừa chụp xong tức thời đây. Có chuyện của hãng này, chuyện của hãng này. 375 này. Đó, vàng 9K các bác nhá. Chiếc này là vàng 9K với size mặt đang là 32. Mặt men 3 kim 1 ô click với độ zin 100%. Độ mới cũng lên đến 98%. Được chưa ạ? Độ mới lên đến 98% các bác yên tâm. Zin nguyên bản. Đó, Hanako Gold này. Vàng đúc nguyên khối 9K. Em để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này, bên em đang giao lưu với giá nhá, full box này 7 triệu. Nên cho em với mã số 79 các bác nhá. Giá 7 triệu mã số 79. Vàng đúc nguyên khối, độ mới căng. Bảy triệu lên cho em với mã số 79 các bác nhé. Bảy triệu mã số 79, zin 100%. Độ mới 98%. Được chưa? Tiếp tục quay trở lại tiếp theo mã số 70 đây ạ. Em lên mã số 7 à đâu? Em lên một chiếc nhẫn trước đây nhá. Em lên một chiếc nhẫn này các bác này, một chiếc nhẫn kết hợp 2 trong 1 này. 2 trong 1 các bác nhá. Thì viên này sẽ là viên CZ, CZ hay gọi là kim cương nhân tạo đấy các bác nhá.
kim cương nhân tạo, hàng của nước ngoài về, bảo hành cho tất cả các bác là hàng của ngoại anh các bác nhá. Đang là size 19-19,5 được chưa ạ? Một viên chủ này rất to này, và những viên lấm tấm này đây, chuyện 925 này các bác nhá, 925, một chiếc bạc ngoại được chưa ạ? Một chiếc nhẫn bạc ngoại với size 19 được đính phun đá cộng một viên đá chủ size 19-19,5 đó, đều rất đẹp luôn các bác nhá. Không những đẹp mà còn cái gì đấy gọi là lạ, một trong hai, hai trong một đó. Mua một được hai, mua hai tính tiền một thôi ạ. Để các bác cùng chơi chiếc nhẫn này, giá vẫn không đổi, chỉ có 800.000 thôi, 800.000 thôi. Lên cho em với mã số, đang là mã số nhẫn, mã số nhẫn các bác nhá, bạc 925 bạc ngoại. Đó, chiếc này thì em đấu Mỹ về, bạc này như kiểu bạc của Pháp hay bạc của Anh gì đó các bác nhá. Bảo hành luôn cho tất cả các bác luôn, bao thẩm bao check luôn các bác, được chưa ạ? Viên chủ cộng những viên nhỏ, mua một được hai, để các bác là 800.000. Size 19 19,5, ai đeo cũng được, cũng đẹp luôn. Tiếp tục em sẽ lên một chiếc vòng đi ạ, một chiếc vòng nhá. Em lên một chiếc vòng các bác này, các bác nhìn này. Rồi một chiếc vòng của ngoại luôn. Tiếp tục lại là một chiếc vòng của Pháp về luôn. Chuyện này các bác này. Rồi chuyện hãng này. Ôi dồi ôi này. Rất là nhiều chuyện luôn. Chuyện này thì không ai làm giả được rồi. Riêng chuyện của hãng nó làm thì không ai giả được các bác nhá. Thì chiếc này em bán tác phẩm nha các bác nhá. Em bán tác phẩm. Bạc thì cũng chỉ loanh quanh sấp xỉ cây chẳng hạn, nhưng mà bán tác phẩm thôi. Tính cái công phu, rồi tính đến cái công, tính những cái tác phẩm. Các bác nhìn, họ đánh rỗng nhưng mà dày các bác nhá, đánh rỗng nhưng mà dày, cũng khá là nặng đấy ạ. Lên cho em với mã số vòng tay đấy ạ, mã số vòng tay nhá. Vòng tay em để các bác là 1.500.000 nhá. 1.500.000 đồng vòng tay. Được chưa ạ? 52 này. 62 này. Bản đây các bác nhá, bản đây. Bản 2 à, bản 16 này. Nam nữ cũng được, nói chung là ai đeo cũng đẹp các bác nhá. Nó là bạc ngoại các bác ạ. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Các bác thích hầm hố hay các bác thích chơi chơi lạ lạ, các bác có thể chốt mẫu này, chỉ có 1.500.000 thôi. Nguyên cái khóa không đã thấy uy tín rồi. Đó, sập vào luôn. 1.500.000 đồng lên cho em với mã số vòng tay. Được chưa ạ? Mã số vòng tay. Đó, quay trở lại với chiếc đồng hồ đi ạ. Xong em sẽ lên tiếp tục những phần trang sức nha. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 70. Đó là một chiếc đồng hồ kim rốn các bác nha. Một chiếc đồng hồ kim rốn đến từ Thụy Sĩ này các bác này. VKV Ring LTD cái gì này các bác này. Nhìn chiếc đồng hồ kim rốn này đẹp quá các bác ạ. Size ngang đang là 33 các bác nhé. Size ngang đang là 33. Chiếc này sẽ mở máy trong Zalo đấy các bác nhá. Mở máy trong Zalo, trong Facebook đi ạ. Một chiếc đồng hồ kim rốn bọc vàng đẹp tuyệt trần luôn các bác nhá. Và các bác nào thích những chiếc đồng hồ kim rốn thì không thể bỏ lỡ chiếc này được rồi. Các bác nhìn họ bố trí này, kim rốn này, chữ này, cộng thêm một vòng chữ này, Thụy Sĩ này, bọc vàng còn rất đẹp luôn. Vàng còn đẹp nhá. Em để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này, bên em đang giao lưu với giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000 cho một chiếc đồng hồ cổ. Chiếc này cũng được sản xuất năm thập niên 1940 đấy các bác nhé. Bởi vì sao này, các bác nhìn này, chạy có 15 chân kính, 15 ruby là được sản xuất đa số sẽ là trước năm 50. Sau năm 50 họ dùng 17 chân kính là nhiều. 17. Một thương hiệu Thụy Sĩ. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox cũng còn rất là mượt mà. 1.800.000 mã số 70 giúp em. Tiếp tục mã số 71 các bác nhé.
mã số 71, em lên một chiếc đồng hồ Pilot hai chà chà. Một chiếc đồng hồ Pilot các bác nha. Hàng của Ấn Độ các bác ạ. Rồi, chiếc đồng hồ Pilot Ấn Độ. Ghép cho các bác một bộ dây cũng rất là hợp với khuôn mặt luôn. Size mặt đang là 35 các bác nha. Cọc số trắng trên nền mặt đen này. Em cũng làm quả dây đen trên nền chỉ trắng luôn. Các bác nhìn ánh nghiêng nghiêng có thấy một vạch từ 3 giờ 12 à số 12 đến số 3 không? Nó chia màu khác như kiểu hẹn giờ đấy ạ, như kiểu như thế. Một thương hiệu Pilot, một chiếc đồng hồ đến từ Ấn Độ. Em để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này, giá chỉ có 1 triệu thôi. 1 triệu thôi, lên trong cái mã số 71 nhá. 1 triệu mã số 71 Pilot đến từ Ấn Độ. Đó. Ai chà, 22 tháng 7 năm 67 hay sao các bác này. Size 35 vỏ thép các bác nhá. Đó, size 35 vỏ thép mặt đen số luôn cho. 1 triệu lên cho em về mã số 71. Đó, tiếp tục mã số 72 các bác ơi. Mã số 72, em lên một chiếc đồng hồ Enika các bác nhá. Enika bọc vàng. Chiếc này chạy bộ máy có tay 17G. 17G là lắp máy trắng các bác nhá. 21G, 25G là sẽ lắp máy vàng. Size mặt chiếc này là size 35. Nó size rất là to luôn. Núm cũng là núm zin nhưng mà có mòn rồi. Bao nhiêu năm rồi, chiếc này cũng là năm 60 rồi. Năm 60 rồi các bác nhá. Không tránh được các cái núm mòn bởi vì là đồng hồ có tay mà các bác. Enika, một thương hiệu cũng quá là quen thuộc với tất cả các bác rồi. Đến từ Thụy Sĩ, mã số 72. Thì chiếc này em để các bác cùng chơi, giá đang là 1 triệu 500 nghìn nhá. 1 triệu 500 nghìn đồng mã số 72. Một triệu năm mã số 72. Thân vỏ bọc vàng, đáy thép inox, chạy bộ máy có tay 17G. Chân càng có tí tiện teo mòn thôi. Mặt có tí vết ở góc 11 giờ. Không sao, không ảnh hưởng đâu các bác ạ. Quan trọng là giá thôi. 1 triệu 500 nghìn đồng mã số 72. Tiếp tục mã số 73. Một chiếc đồng hồ huyền thoại. Một chiếc đồng hồ đến từ Japan, hàng nội địa các bác nhá. Japan, hàng nội địa, mang thương hiệu Seiko 5. Seiko 5 Ectus các bác ạ. Mặt xanh dưa bở các bác nhá. Mặt xanh dưa bở này. Nịch bơm này. Đấy, đang trong quãng nghỉ lịch nó không bơm được. Các bác muốn bơm này, các bác phải vặn nó đi. Thân vỏ inox đẹp tuyệt vời, sáng bóng góc nhá. Các bác nhìn này. Đó, sổ size 37 đẹp tuyệt vời luôn này. Kết hợp cho các bác một quả dây xanh, sổi ô nó cứ phải gọi là tông giật tông luôn. Đấy chứ ạ, vỏ thép inox sáng bóng. Với những chiếc đồng hồ vỏ thép này thì các bác chỉ cần đánh đi là sáng. Đó. Đánh đi là sáng các bác nhá. Mặt xanh dưa bở, 3 kim 2 ô cửa lịch, vỏ thép inox. Một bộ dây, dây này dây như kiểu dây kỳ đà hay sao ạ. Dây kỳ đà hay dây đà điểu chứ. Dây kỳ đà, chiếc này dây kỳ đà. Đẹp quá các bạn. Đẹp lắm. Rồi để các bác 1 triệu 200 nghìn. 1 triệu 200 nghìn thôi. Bán kỷ niệm với quả màu xanh gọi là dưa bở màu xanh rất là mát dịu luôn. Rất là mát dịu luôn. Mã số 73 nhá. Một chiếc đồng hồ Seiko lôi đồng côi đá. Seiko 5 Ectus. Huyền thoại luôn đấy các bác nhá. Size 37 vỏ thép inox. Được chưa ạ? Mã số 3 à, mã số 73. 1 triệu 200 nghìn thôi ạ. Quá là ok luôn. Giá quá tốt tính đến thời điểm hiện tại nhá. Ngày xưa mua chiếc này lại quay ô 2 triệu mấy. Tiếp tục em lên chiếc mã số 74. Đó, mã số 74 em lên một chiếc đồng hồ mang thương hiệu McVeigh của Japan Mode này. Chiếc này được dùng một cỗ máy là cỗ máy 7S
BS36 của Seiko các bác nhá. Bảo hành các bác nó là hàng chính hãng của Nhật, được chưa ạ? Hàng chính hãng của Japan. Đấy, được trang bị một cỗ máy Seiko. À đâu, đây là cỗ máy Seiko N36 các bác nhá. N36A. Sorry các bác, tưởng 7S. Đó. N36. Một chiếc đồng hồ chính hãng. Size mặt chiếc này đang là size 42. Mặt đen bao công. Automatic 24 chân kính này. MVVKW Motor Good này. Mặt đen tuyệt đẹp, vỏ mạ vàng hồng. Chiếc này dây khóa nguyên zin các bác nhá. Dây khóa nguyên zin. Được chưa ạ? Vỏ mạ vàng hồng. Đẹp quá các bạn. Có thêm một quả lộ quả kim rốn này, à lộ quả lộ tim. Lộ tim các bác nhá. Em để các bác cùng chơi chiếc này, mã số 74. 1.600.000 các bác nhá. 1.600.000. Độ mới lên đến 96%. Chiếc này chỉ coi như là dùng lướt thôi các bác nhá. Hàng này hàng dùng lướt thôi. Em bảo hành các bác nó là sẽ là hàng chính hãng, được chưa ạ? Kính thì kính sapphire này. Vỏ mạ vàng hồng này. 1.600.000. Lên trên mã số 74. Thương hiệu mới các bác nhá, mới ra đời thôi. Em nghĩ chỉ ra đời mới đây thôi. Được chưa? Nhưng mà vẫn cứ là chính hãng, được phân phối tại Việt Nam luôn các bác yên tâm. Bảo hành các bác luôn, mã số 74. 1.600.000. Các bác mua cho con em, mua cho con em để đeo theo kiểu là xem giờ thì vẫn là ok. Còn các bác chơi đồng hồ cơ cổ thì các bác biết là các bác không khoái những mẫu này rồi, nhưng em vẫn phải lên để phục vụ cho tất cả các bác. Đồ mới các bác, đồ cũ cũng có các bác nhá. Mã số 74, 1.600.000. Tiếp tục mã số 75. Đây là một chiếc đồng hồ Caravan các bác nhá. Caravan này các bác. Chạy bộ máy cơ auto. Vỏ bọc vàng, thân chiếc này form này form mua rùa các bác nhá. Size ngang đang là 34. Size 34. Sổ đáy còn bén cạnh luôn các bác này. Lại mở máy trong Zalo đi các bác ạ. Rất là chặt luôn, đáy chặt quá. Rồi em sẽ rút kinh nghiệm là từ lần sau em sẽ mở sẵn ra. Em sẽ mở sẵn, mở lòng lỏng ra để em lên sóng em sẽ mở cho tất cả các bác cùng xem. Nhiều khi là cũng sợ là mất thời gian của tất cả các bác. Các bác để mà tiện hơn thì các bác có thể kết bạn Zalo để gọi là vừa kết bạn vừa theo dõi những bài mới em đăng, biết đâu lại là có những cái mẫu các bác thích. Đó. Mã số 75 nhá. Một chiếc đồng hồ Caravan này. Set automatic này. Automatic là set automatic. Ba kim, một ô click, mặt cũng có tí vàng mỡ gà. Vỏ bọc vàng, chiếc này còn đẹp bén cạnh luôn. Em để các bác cùng chơi chiếc này là 2.500.000 nhá. 2.500.000 đồng. 2.500.000 mã số 75. Mã số 75. 2.500.000. Vỏ bọc vàng. Đấy, đẹp keo, đẹp căng. Đó, tiếp tục lại là những mẫu hàng mới về. Rất là nhiều những mẫu đẹp. Tiếp tục em lên chiếc mã số 76 các bác ơi. Mã số 76 nhá, một chiếc đồng hồ Zado full bạc luôn các bác ạ. Chiếc này là full bạc rồi. Đó, Zado full bạc các bác nhá. Silver. Được chưa ạ? Có nghĩa là thân vỏ bằng bạc, được bọc một lớp vàng bên ngoài. Được bọc một lớp vàng bên ngoài các bác nhá. Size mặt đang là 31 x 31 các bác nhá. 31,5 này. Chéo nó sẽ tầm 36 luôn các bác nhá. Chạy bộ máy cốt tay đến từ Thụy Sĩ. Không biết mặt có phải bằng bạc không, em nghĩ khả năng là bạc lốt. Golden Fancy hay sao các bác này. Golden Toy Tanoi chứ các bác.
rất là nhiều bạc luôn các bác nhá. Một tác phẩm về bạc. Đang là mã số 76, em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi chiếc này nhá. Mã số 76. Được chưa ạ? $3.500.000, mã số 76, full bạc, dây bạc, vỏ bạc, mặt thì hên xui bạc. Đó. Bọc một lớp vàng bên ngoài để tránh tránh đen, tránh xỉ. Được chưa ạ? Bạc thì họ sẽ bọc một lớp bạc bên ngoài, một lớp vàng bên ngoài. Mặt mỡ gà vân thớ sức ngang, chạy bộ máy cót tay 2 kim đến từ Thụy Sĩ với size siêu to khổng lồ, size lên đến 36 tròn các bác nhá. Size vuông sẽ là 31,5 x 31,5. Em để các bác cùng chơi là 3.500.000, lên cho em mã số 76. Tiếp tục mã số 77 các bác ạ. Mã số 77 nha các bác nha. Một chiếc đồng hồ Swiss Empire. Trời ơi, một chiếc đồng hồ như một cái lắc tay vàng luôn các bác ạ. Trời ơi này, các bác đeo này. Trời ơi, như một cái lắc vàng luôn. Dây rất mềm luôn các bác nhá. Đó, không tránh được bên trong nó bị chóc vàng đâu các bác nhá. Bởi vì nó bọc vàng mà các bác. Được chưa? Chạy bộ máy cót tay đến từ Thụy Sĩ, 2 kim. Size 31 tiếp theo này các bác này. 29 này. Đó, chiếu lên đến 36 37 cơ. Nó phải gọi là ôi đẹp làm sao. Các bác này, đẹp chưa ạ? Quá phê luôn này. Mã số 77 nhá. Bao nhiêu đấy ạ? Mã số 77 để các bác này. 2 triệu, đó, 2 triệu thôi ạ. Ui trời ơi, hàng của anh này, made in England này các bác này. Thân vỏ bọc thân vỏ của anh sản xuất này, made in này. Chiếc này hàng xuất Anh luôn này, hoặc là hàng anh làm luôn này. Chạy bộ máy cót tay Thụy Sĩ này. Swiss made này. Swiss Empire, Embot. Nói chung là hàng của anh các bác nhá. Mã số 77. 2 triệu thôi ạ. Đó, mã số 77 thôi các bác nhá. Giá chỉ có 2 triệu thôi, cót tay. Size to vuông. Đây các bác này. Số nền tay này các bác này. Như lắc vàng chưa các bác? Được chưa ạ? $2.000.000, mã số 77. Tiếp tục mã số 78 nhá, mã số 78. Anh lên đồng hồ sau sẽ luôn lên lốt cái dây kia nhá. Mã số 78 giới thiệu tất cả các bác đó là một chiếc đồng hồ Salvatore Maria. Salvatore Marius Maria gì đó đấy các bác này. Chạy bộ máy cơ auto chính hãng của Ý các bác nhá. Hàng Ý nhưng mà họ lắp máy Miyota của Nhật đấy các bác. Như kiểu họ đặt Nhật sản xuất. Bảo hành các bác là chính hãng thứ nhất, bảo hành tất cả các bác là máy Miyota của Nhật là cái thứ hai. Thương hiệu này là thương hiệu của Ý các bác nhá. Cho các bác xem quả đặc biệt này. Đó, kim này là kim 24 giờ các bác nhá. Kim nhỏ 24 giờ góc 12 giờ. Kim dưới sẽ là kim báo xăng. Các bác nhìn này, đang ở vị trí số 10 nhá. Kim báo xăng hay gọi là kim báo cót đấy các bác ạ. Lên đến 20 chưa các bác? Cót đầy luôn, em sẽ có hỗ trợ cót phụ, em sẽ lên cho các bác lên đến tận 40 này. 40 đây là gì? Chỉ số là như nào ạ? Là 40 tiếng các bác nhá. Ví dụ như thế này. Để các bác để không. Để không sẽ chạy cho các bác là 40 tiếng. Được chưa ạ? Để không sẽ chạy là 40 tiếng. Đấy, hiện tại đang là để không chạy 40 tiếng. Các bác nhìn thấy form này liên tưởng đến giống chiếc đồng hồ Cartier chưa? Đây. Khóa không biết không, biết có zin không? Chắc dây khóa không zin, dây khóa mới thôi các bác nhá. Khóa này là khóa bấm này. Khóa thông minh. Được chưa ạ? Có kim báo xăng hay gọi là kim báo cót đấy ạ. Salvatore, hàng của Italy, automatic. 3 kim. À 5 kim chứ, 5 kim. Kính sapphire, vỏ thép inox. Size mặt đang là một size ngang là 39 rồi, size quá đẹp luôn. Để các bác giá chiếc này thì 1.600.000 thôi, vẫn là 1.600.000 các bác nhá. Lên cho em với mã số 78, 1.600.000 đồng.
1.600.000 đồng, mã số 78. Em thích mỗi quả kim báo cót này, rất là giống những kim báo xăng, các bác hay gọi là kim báo xăng. Mã số 78. Tiếp tục lên chiếc mã số 80 các bác ơi. Mã số 80 tiếp tục lại là một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhá. Một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Swiss Arm. Swiss Arm. Kính tràn viền cũng đẹp quá các bác ạ, mặt trẻ tia cũng rất là đẹp luôn. Size mặt đang là 34, mặt trắng chảy tia. Vỏ chiếc này vỏ mạ vàng nhưng có bị phai rồi. Chiếc này được sản xuất từ năm Thập Liên 198X các bác nhá. Sau năm 80, năm 90 thì sẽ là đa số sẽ là mạ BVD là nhiều. Thì chiếc này là thời bấy giờ, chiếc này cũng được tầm 35 rồi. Không tránh được cái độ mòn hay độ phai các bác nhá. Độ phai, nó là độ phai thì đúng nhất. Được chưa ạ? Ok, sẽ có giá tốt cho tất cả các bác cùng chơi. Em để các bác cùng chơi chiếc này, giá bên em đang giao lưu với giá là chỉ có 1.300.000 thôi. 1.300.000 em sẽ ghép dây cho tất cả các bác. Có tay 17G. 1.300.000 mà vẫn ghép dây cho tất cả các bác, một bộ dây da bò xịn sò, một bộ dây da bò đẹp tuyệt vời cho tất cả các bác về sẵn đeo lên tay thôi, chỉ có 1.300.000. Swiss AM. Swiss AM. Kính tràn viền cũng khá đẹp luôn. Size 34. Được chưa ạ? 1.300.000. Kết hợp bộ dây cho tất cả các bác. Mã số 80. Tiếp tục mã số 81. Trời ơi, một chiếc đồng hồ cứ phải gọi là nghệ thuật. Chân càng này các bác này. Vỏ bọc vàng, úi sợ nhìn có lúm này. Có lúm uy tín luôn này. Có tay kim rốn form vuông các bác nhá. Form size to luôn này các bác ạ. Đó, size vuông là 26 này. Đo cả càng 26, 28 luôn này. 36 rồi. Ở chiếc này là thiết kế, họ thiết kế dây luồn nhá. Dây luồn thì em sẽ ghép dây cho tất cả các bác yên tâm. Một sợi dây luồn lên luồn xuống. Quá là ok luôn, quá tuyệt vời luôn. Em để các bác cùng chơi một chiếc đồng hồ cuối phiên ngày hôm nay. Siêu tầm. Để các bác là 1.800.000 sẽ ghép dây cho tất cả các bác. 1.800.000 đồng sẽ ghép dây. Được chưa ạ? Chân càng độc. Đồng hồ Thụy Sĩ form vuông. Cái tên Centrum. Centrum. 1.800.000 đồng. Bọc vàng hàng xưa. Thập Liên 194X. Mã số 81 giúp em. Tiếp tục em lên chiếc mã số. À, em lên một sợi dây. Đồng hồ em lên hết rồi. Em lên sợi dây tất cả các bác nha. Sợi dây này siêu dài luôn tất cả các bác luôn. Sợi dây này dài lên đến 60 các bác nha. Sợi dây dài lên đến 60. Một sợi dây hàng của ngoại. Chiếc này sợi dây là hàng bạc này, bạc Mỹ các bác nha. Bạc này bạc Mỹ, bạc sản xuất những thương hiệu Chomert gì đó các bác này. Dài ngắn các bác cắt thoải mái nhé. Các bác cắt trong bảo họ Hàn vào cho. Ở bên tiệm vàng họ sẽ làm được cho tất cả các bác nhé. Một sợi dây trọng lượng thì em không nói, em bán tác phẩm tiếp theo. Đó, hàng dùng rồi. Hàng nếu mà các bác mua theo kiểu trọng lượng thì các bác có thể quan tâm đến những mẫu mã mà bạc ta nhé các bác nhé. Đây là bạc Tây, bạc ngoại. Thì bán cho tất cả các bác để cùng chơi chiếc này. Dài là dài 60. Em để các bác đang giao lưu với giá là 1.400.000 các bác nhé. 1.400.000 cho một sợi dây tuyệt đẹp. Một sợi dây siêu dài 60, có thể chui qua đầu, chui qua vòng đầu luôn các bác nhá. Với kết hợp những các mắt rất là sắc nét. Một 1.400.000 mã số dây chuyền. Được chưa ạ? Mã số dây chuyền 1.400.000. Một sợi dây chuyền nam nha các bác nhá. Tiếp tục em lên cho các bác một quả gọi là quả vuốt hổ. Hay gọi là móng hổ đấy ạ. Đây. Vàng 10K các bác nhá, vàng 10K và có trọng lượng sẽ là 1 chỉ mốt vàng. 1 chỉ mốt vàng các bác nhá. Chỉ mốt vàng, một chỉ vàng 10 đâu đó liên quanh tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 chưa công. Cả công mà tầm xấp xỉ 3 triệu.
mà chiếc này lại lên đến 1 chỉ 1 tầm 3 triệu tiền vàng rồi. Ok chưa ạ? Em để các bác chiếc vuốt này. Đây 47 các bác nhá. Em để các bác chiếc vuốt này giá là 3 triệu 500 nghìn các bác nhá. 3 triệu 500 nghìn. ATG này, G. Được chưa ạ? 3 triệu 500 nghìn. Vuốt này rất là lâu tuổi rồi, lâu đời rồi. Vuốt này rất già nha các bác nhá. Quả móng này rất già luôn. 3 triệu 500 nghìn. Đó, chốt phiên bằng một quả mãnh hổ. Vuốt hổ. 3 triệu 500 nghìn. Vàng 10K. Bao zin cho tất cả các bác luôn. Bao đồ thật luôn. 1 chỉ 1. Đó. Loanh quanh tầm 3 triệu tiền vàng. Tính ra móng đâu có mấy trăm nghìn. Vừa bán vừa tặng cho tất cả các bác luôn. Được chưa ạ? Rồi, em xin phép là dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo của Văn Đức Duy nha các bác nhá. Xin phép xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác. Chúc tất cả các bác một buổi tối xem live vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.